Rồi tập 2 là Phúc có một bạn make up ở Thái Nguyên, nhưng mà em tên gì? Em tên Nhâm. Nhâm hả? Vâng. Nhâm số điện thoại bao nhiêu? Đọc số đi, có ai mà Thái Nguyên người ta sẽ coi được, người ta sẽ book Nhâm số bao nhiêu? 0369 006 246. Đó, Đấy. nghe cho mọi người, 0369 009 246 006. 006 246. Đó, bạn Nhâm nha. Thì bạn Nhâm tới make up cho Phúc và cả bạn Trung kiểu không phải là ca sĩ diễn viên nhưng mà cũng làm tóc đó. Đây, cái nền đẹp nha, ăn bóng nha, ngon lành nha, cưng 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 nha. Đây là cái tập 2 rồi, tập 1 là anh tập 1 thì chắc từ từ mới lên nha. Đây tập 2 rồi mọi người, thì bây giờ là chuẩn bị ra làm show ở Thái Nguyên, thì các bạn Nhâm, chị Mai giám đốc nhà thiếu nhi Thái Nguyên book bạn Nhâm qua làm cho Phúc. Nói là bạn Nhâm đồ mày đẹp đẹp lắm, làm cho kiểu vedette không, đó, hoa hậu người mẫu không. Em làm make up lâu chưa Nhâm? Cũng sương sương Làm mấy năm rồi? không tính được. Lâu lắm rồi hả? Wow, ở nay năm nay em bao nhiêu tuổi? Nói chung em vẫn còn trẻ lắm. Trời, mày đã làm make up từ từ lâu rồi, Vâng. ngầu thế. Có tiệm ở nhà không? Em không, em làm cho. Tự do. Vâng. Em có gia đình chưa? Em chưa. Chưa nha mọi người, Nhâm, bé Nhâm là chưa có gia đình nha. Các trai trai sinh trai thanh trai tú ở Thái Nguyên hoặc là những khu vực lân cận Thái Nguyên hãy ùa tới. Ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được hả? Nhưng mà Thái Nguyên thì mình ưu tiên cho Thái Nguyên đi. Bạn nào ở Thái Nguyên thì ưu tiên coi cái clip này, bạn nam Thái Nguyên nó ùa vào, con bé nó tài năng xinh đẹp và nó kiếm tiền như thế này thì kiểu bắt xà lách. Không, anh thấy cái nền đây là Phúc quay bằng cam thường mọi người, cái nền căng bóng luôn. Mà đặc biệt Phúc là bị quầng thâm mắt á, vì thức khuya quá mà không thấy luôn nha. Nhâm 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 dần rồi đúng không? Đúng không? Nhâm. Ôi. Cần nha. Hồi nãy thì là Phúc sợ là Nhâm qua trễ là Phúc phải làm sơ sơ, nhưng mà giờ Nhâm qua Nhâm tút tát lại thì đẹp hơn gấp bội phần nha. Gương kia ở trên tường thế gian đẹp được nhường như Nhâm nha. Xưa kia Nhâm đẹp nhất trần, ngày nay anh Phúc muôn phần đẹp hơn. Tại vì em làm cho anh đẹp thì anh mới đẹp hơn em chứ, đúng không? Anh đẹp hơn em rồi. Đó, trộm vía anh mới hốt hết phần của em. Chung tắm lẹ nha, Nhâm sắp đi nha. Rất cha nữa, kiểu vô làm tóc xong mà tắm tắm nguyên người kiểu. Mình chê nó ăn mùi hôi quá. Ai bảo anh chê? Trời ơi, bảo chê đúng không? Chê quá, vô tắm kiểu Môi hơi khô nha. nhưng mà rất đỏ nha, môi anh là không có thâm nha, nhưng lên hình là đỏ lắm. Mấy ông biết make up đánh đỏ là môi lên rất đỏ. Hơi hồng tự nhiên thôi. Nhà em gần đây không? Nhà em không ạ, nhà em hơi xa. Để xe máy, đi xe máy. Vâng. Con bé nó có xe máy điều kiện nha, các anh cha làng thăm Thái Nguyên ơi. Môi màu cherry nha mọi người, son nha, tông trend Hàn Quốc nha, son lì nha. Khi mình tắm xong mình ngửi thấy mùi lẩu nó rõ rệt hơn. Mở cái kia ra, cái kia lô lô cái có em mới trải cái nực chỉ đâu tròn á, mấy cái tròn tròn này chắc không chắc là em mang cái bình thường được thường cũng được, em thấy em đẩy hết đằng sau là nó khô. Hot boy Thái Nguyên nha mọi người, hot boy Thái Nguyên nha, chắc quay ở ngoài YouTube nha. Chung là được sự chỉ đạo của chị Mai là đón Phúc ở sân bay về đây và chuẩn bị đưa ra sân khấu. Thì nãy đi ăn lẩu nó hôi quá, bây giờ nó nhờ Nhâm làm tóc luôn. Cuối cùng cho Nhâm lên sân khấu, cho Chung lên sân khấu dẫn luôn. Mai là Chung để đưa anh về Hà Nội lại.
được làm tóc kẻ của anh Phúc. Được làm tóc kẻ của anh Phúc đấy. Lấy vía đúng không? Lấy vía đúng không? MC chính đẹp rồi thì lái xe của MC cũng được đẹp. Vô, lái xe MC vô. Lái xe MC vô. Ok, ngon lành nha mọi người. Rất căng nha. Rồi, tạm thời tập 2 make up tại Thái Nguyên tới đây là hết. Và chúng ta sẽ nhớ lại số điện thoại của bạn Nhâm một lần nữa. Đó là số 09 0369 tiếp 006 246 nha. Bye mọi người. Mọi người coi Thái Nguyên quá đẹp nè. Em được pro miễn phí rồi. Shine.